thức chăn lụt từ 50kg trở về 46kg lúc nào không hay. Chạy ngay xuống bếp, lấy vài quả chanh cho lên bếp luộc rồi lấy nước uống. Sau một tuần, bạn sẽ phải ngạc nhiên về cân nặng của mình. Trong vỏ chanh có chứa tinh dầu hạn chế khả năng thèm ăn, chất xơ hòa tan pectin giúp kiểm soát chất béo, giảm nồng độ cholesterol. Hơn nữa, trong chanh có chứa hàm lượng axit citric cao, có thể lên tới 8% khối lượng khô trong quả của chúng. Axit citric tham gia vào quá trình oxy hóa sinh lý các chất béo, protein và carbohydrate, giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng, vừa an toàn, rẻ tiền, lại hiệu quả. Hãy bắt tay vào làm ngay thôi. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 5 quả chanh, 2 lít nước, 1 nhánh gừng nhỏ, bón củ tỏi. Cách làm: chanh sau khi mua về đem rửa sạch rồi cắt làm đôi. Bắt lấy phần nước cốt vào bát, giữ lại vỏ cho ra một bát riêng. Gừng rửa sạch, cạo sạch vỏ rồi thái thành từng lát mỏng. Tỏi bóc sạch vỏ, rồi cho cả gừng, tỏi và nước cốt chanh vào máy xay nhuyễn, không cho thêm nước lọc. Đổ hỗn hợp trên ra một chiếc hộp rồi đậy kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Cho 2 lít nước vào nồi đun đến khi sôi thì bỏ vỏ chanh vào. Đun sôi tiếp, đến khi sôi thì vặn nhỏ lửa và đun thêm 10 phút nữa để các tinh chất có trong vỏ chanh ngấm hết vào nước. Vớt bỏ vỏ chanh, đợi nước chanh nguội bớt thì đổ vào bình thủy tinh rồi để trong tủ lạnh. Cách sử dụng: lấy 1 ly nước vỏ chanh hòa với 1 thìa canh hỗn hợp nước cốt chanh, gừng, tỏi, khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Uống ly nước này vào buổi sáng khi bụng còn rỗng trước khi ăn sáng khoảng 30 phút. Số nước còn lại, bạn có thể uống thay nước lọc vào bất cứ thời điểm nào trong ngày bạn cảm thấy khát. Chịu khó uống cốc nước này, sau một tuần bạn sẽ thấy vòng eo của mình giảm đi đáng kể, cân nặng cũng biến đi đâu mất 4kg đó. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mười hai loại cây làm sạch không khí trong nhà. Trồng cây trong nhà không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà của bạn, và giờ bạn muốn tìm các loại cây trồng thanh lọc không khí trong nhà hiệu quả như thường xuân, lan ý, trầu bà để trồng trong nhà. Những loại cây cảnh như vậy có tác dụng rất tốt, cũng như còn có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ chất ô nhiễm trong môi trường sống, đem lại không gian sống trong lành, khỏe mạnh cho gia đình bạn. Việc trải thảm hay sơn tường đều có thể tạo ra các hóa chất gây ô nhiễm không khí trong nhà bạn. May mắn thay, một số cây trồng trong nhà có thể giúp bạn lọc không khí hiệu quả. Tiến sĩ khoa học môi trường Bill Wong Verton khuyên bạn nên trồng thật nhiều cây trong nhà, nên có ít 2 chậu cây, chu vi khoảng 25-30cm. Trong diện tích khoảng 30m2, một lưu ý là bạn đừng bao giờ tưới quá nhiều nước, vì độ ẩm của đất có thể khiến nấm mốc phát triển. Dưới đây là 10 cây bạn nên trồng trong nhà. Theo phân tích của Bill Wolverton trong cuốn sách We You Can Live. 1. Cây thường xuân. Loại cây dây leo này phát triển mạnh trong không gian nhỏ. Nó cũng phát triển tốt ở trong phòng có cửa sổ hay nắng nhạt. Tán lá rậm rạp của thường xuân hấp thụ rất tốt phóc mon, một trong những chất gây ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến nhất, vốn được sử dụng nhiều trong các vật liệu như gỗ dán, thảm, xốp cách điện và nhựa gỗ. Các vật liệu này có thể thải ra phóc mon rất chậm theo thời gian, hít thở phải phóc mon ở nồng độ cao có thể gây ra các kích thích mắt, làm chảy nước mắt và đau đầu, nóng trong cổ họng, khó thở và ung thư. 2. Lan ý, còn gọi là hệ hòa bình. Đây là cây xứ nóng, thần thảo, thích nghi với môi trường có ít ánh sáng, nhưng đòi hỏi phải tưới nước thường xuyên và độc hại cho vật nuôi. Cụm hoa có một màu trắng dày, trên cành thẳng đứng, trông rất kiêu sa. Lan ý thích hợp trồng trong chậu nhỏ trong nhà, văn phòng hay bồn ngồi hiên, sảnh. Cây có thể lọc được benzene, VOC, một chất gây ung thư, có nhiều trong sơn, sáp đánh bóng đồ nội thất. Nó cũng trung hòa các chất vốn được phát ra từ thiết bị điện tử, chất kết dính và chất tẩy rửa. 3.
cây trúc mây, còn gọi là mặc cật hay hèo quạt. Cây dễ trồng, đẹp mắt, cao 1-2 mét, gốc có nhiều rễ phụ và chồi bên, thân nhẵn, đốt đều đặn, mang nhiều bẹ khô do lá rụng để lại. Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, thích hợp làm cây trồng nội thất. Giai đoạn này còn nhỏ, đòi hỏi phải che bóng, đất thoát nước tốt, nhu cầu nước trung bình. Cây lọc tốt ammonia, một chất rất hại cho hệ hô hấp, vốn là thành phần chính trong chất tẩy rửa, dệt may và thuốc nhuộm. Bóng, cây dương sĩ Mỹ. Loại cây này phù hợp với giỏ treo trong nhà. Nó được coi là một trong những máy lọc không khí hiệu quả nhất, nhưng nhu cầu về độ ẩm khá cao. Cây hoạt động đặc biệt tốt trong việc loại bỏ phóc mon. Một số nghiên cứu cũng cho thấy nó có thể lọc bỏ kim loại độc hại như thủy ngân và arsen. 5. Cây lưỡi hổ. Loại cây này phát triển mạnh trong ánh sáng thấp. Vào ban đêm, nó hấp thụ carbon dioxide, CO2 và giải phóng oxy, một sự đảo ngược của quá trình tổng hợp oxy của hầu hết các loại cây. Hãy đặt một chậu gồm 2 cây trong phòng ngủ của bạn để tăng oxy trong khi bạn ngủ. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt cây này trong phòng có nhiều máy in, máy tính. Ngoài việc làm giảm carbon dioxide, cây lưỡi hổ còn làm giảm phóc mon, benzen trong không khí. 6. Cây trầu bà, còn gọi hòn tam diệp, thiết mộc lan. Là loại cây leo rất dễ trồng, lá hình tim, xanh thẫm, có gân màu vàng hay màu kem. Có thể để bình cây leo ở góc phòng hoặc treo những chậu cây nhỏ gần cửa sổ. Chúng sẽ làm căn phòng sinh động và tự nhiên hơn rất nhiều, giống như nhiều cây dây leo khác. Trầu bà khắc phục tình trạng có khí mon, carbon monoxide và benzen trong nhà. 7. Cây thu hải đường trường sinh. Đặt trong một khu vực có ánh sáng mặt trời phong phú, cây sẽ ra những cụm hoa trắng, hồng, đỏ rất đẹp mắt. Cây cần môi trường sinh sống được tưới tiêu nước tốt, có độ ẩm cao. Cây có thể lọc tốt benzen và các hóa chất được sinh ra bởi tulone, vốn có trong một số loại sáp và chất cây chín. Tulone chủ yếu được dùng làm dung môi, hòa tan nhiều loại vật liệu như sơn, các loại nhựa tạo màng cho sơn, mực in, chất hóa học, cao su, chất cây chín. Tiếp xúc với tulone trong thời gian đủ dài có thể bị bệnh ung thư. 8. Phát dụ mãng, còn gọi là phát dụ trúc, hồng phát tài, huyết giáp. Cây vùng nhiệt đới, thân cọt mảnh, cao, phân nhánh ít, nhỏ, lá tập trung ở đầu cành, dạng thuôn hẹp hình dải, cây ưa sáng hoặc chịu bóng bàn. Phần thích hợp làm cây trang trí nội thất, nhu cầu nước trung bình, phù hợp với căn phòng có trần nhà cao và ánh sáng mặt trời vừa phải. Loại cây này có thể lọc các loại khí xylen, formaldehyde, vốn có nhiều trong các sản phẩm sơn mài, sơn dầu và chống thấm. Cây dây nhạn. Loại cây này thường có thân dài, cuối thân dày điểm hoa trắng, nhỏ hình ngôi sao, có giống lá xanh tuyền hay lá xanh sọc trắng. Chỉ cần tưới khi nào đất gần khô. Cây ưa bóng râm vừa hay ngoài nắng. Đây là một chọn lựa tốt cho người mới làm vườn. Đặt một chậu cây trên bệ hay treo một giỏ ngoài cửa sổ đầy nắng. Cây sẽ giúp bạn lọc phóc mon, benzen phân tử trong không khí. 10. Cây lô hội, còn gọi là nha đam. Cây phát triển nhanh, chịu được khô, nóng và ưa sáng. Lô hội có thể bày trên bàn làm việc, bệ cửa, bàn nước. Rất quen thuộc với các quý bà, quý cô vì lô hội là một sản phẩm làm đẹp và làn da rất kỳ diệu. Nếu bị bỏng hay quầng thâm quanh mắt, bạn có thể lấy ngay cành cắt ra, xoa vào rất có hiệu quả. Mặt khác, lô hội hấp thu tốt khí carbonic và nhả oxy về đêm, nên thích hợp đặt trong phòng ngủ hay phòng làm việc thiếu ánh sáng ngày. 11. Đa búp đỏ, thanh lọc không khí, cung cấp oxy. Đa búp đỏ cũng là loại cây có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Cây cực kỳ dễ trồng, có thể dễ dàng sinh sôi trong môi trường nhiệt độ thấp và thiếu ánh sáng. Trồng đa búp đỏ, bạn có thể giúp môi trường sống của mình trở nên trong lành hơn nhiều mà không cần quá tốn công chăm sóc cho cây. 12. Trồng cây cọ lá tre trong phòng giúp điều hòa không khí. Cọ lá tre đã được các nhà khoa học của NASA đánh giá là một trong những loại cây cảnh có tác dụng điều hòa không khí tốt nhất.
loại cây này có khả năng đặc biệt loại bỏ benzen và lượng trichloroethylene trong không khí. Cọ lá tre nên được trồng ở nơi bóng râm và cần nhiều nước. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu may mắn nhà còn có cây này, đừng vội chặt đi. Hàng nghìn người thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ bằng bãi bài thuốc từ loại lá này. Dù là cây mọc hoang và được trồng ở khắp mọi nơi, song loại cây cúc tằn này lại có thể kết hợp với các loại thực phẩm khác tạo thành bài thuốc cực kỳ hiệu quả. Theo đông y, toàn cây cúc tằn đều có thể sử dụng làm thuốc. Theo nghiên cứu, lá cúc tằn có chứa 2,9% protein và rất nhiều axit chlorogenic, tinh dầu. Cúc tằn có vị đắng, cay, thơm, tính ấm. Do đó, chúng có tác dụng tán phong hàn, lợi tiểu, tiêu độc, tiêu ứ, tiêu đờm, sát trùng, làm ăn ngon miệng, giúp tiêu hóa. Bởi vậy, cúc tằn là bài thuốc chữa cảm sốt không ra mồ hôi, nhức đầu, thấp khớp, đau lưng, nhức xương, chấn thương. Khi chữa trị các bệnh sau, bạn có thể dùng lá cúc tằn dạng thuốc sắc, ngày uống 10 đến 20g hay thuốc xong. Bài thuốc chữa nhức đầu cảm sốt. Khi bị nhức đầu cảm sốt, bạn có thể dùng lá cúc tằn tươi 2 phần, lá xả 1 phần, lá chanh 1 phần. Cụ thể, bạn dùng mỗi phần khoảng 8 đến 10g, sau đó đem sắc với nước, uống khi còn nóng. Sau đó, cho thêm nước vào phần bã đun sôi, dùng để xông. Ngoài ra, bạn có thể dùng lá cúc tằn phối hợp với lá bàng và lá hương nhu. Uống nước này có tác dụng chữa cảm sốt cực hiệu quả. Bài thuốc chữa đau mỏi lưng. Để chữa đau mỏi lưng, bạn có thể lấy lá cúc tằn và cành non đem giã nát. Hòa thêm cùng một ít rượu, sau nóng lên. Sau đó, đắp vào nơi đau ở hai bên thận. Bài thuốc chữa chấn thương bầm dập. Khi bị chấn thương, bầm dập ngoài da, bạn có thể nhanh chóng lấy lá cúc tằn giã nát nhuyễn. Sau đó, đắp vào chỗ chấn thương sẽ mau lành. Bài thuốc trị thấp khớp, đau nhức xương. Khi bị thấp khớp, đau nhức xương, bạn có thể sử dụng rễ cúc tằn 15-20g, sắc nước uống. Ngoài ra, có thể phối hợp với rễ trinh nữ 20g, rễ bưởi buông 20g, đinh lăng 10g, cam thảo dây 10g, sắc uống. Bạn nên dùng bài thuốc này trong liên tiếp 5-7 ngày. Bài thuốc chữa căng thẳng. Khi bạn cảm thấy đau đầu do phải suy nghĩ quá nhiều, bạn nên áp dụng bài thuốc từ cúc tần kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác. Cụ thể, bạn nên dùng 50g hoa cúc trắng 50g xé nhỏ, đu đủ vừa chín tới 100g, ốc lợn 100g. Sau đó, cho cúc tần, hoa cúc trắng, đu đủ vào nồi, thêm một ít nước đun sôi. Tiếp tục cho ốc lợn vào đun thêm khoảng 20 phút cho như là ăn được. Bạn có thể ăn nóng trước bữa cơm chính, ngày ăn 2 lần, ăn liền một tuần. Bài thuốc chữa viêm khí quản. Khi trị ho do viêm phế quản, bạn sử dụng 20g cúc tằn già rửa sạch, băm nhỏ, 2 nắm gạo, 3g gừng tươi, cắt nhỏ, 50g thịt lợn nạc băm nhuyễn. Tất cả những thực phẩm này đem nấu cháo chín như ăn nóng khi đói, ngày 3 lần, ăn liên tiếp 3 ngày sẽ đỡ. Bài thuốc chữa trĩ. Khi bị bệnh trĩ ghé thăm, bạn có thể kết hợp 4 loại lá thảo dược, lá cúc tằn, lá sung, lá lót, lá ngải cứu và nghệ vàng. Lấy mỗi thứ một nắm, thêm một vài lát nghệ, tất cả nguyên liệu đem rửa sạch, cho vào nồi đun lấy nước đặc. Sau đó, dùng nước này để xông hậu môn khoảng 15 phút. Cho tới khi nước còn ấm thì ngâm trực tiếp khoảng 10-15 phút nữa. Tiếp tục lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện theo bài thuốc này 2-3 lần mỗi tuần và kiên trì cho tới khi khỏi bệnh. Trong quá trình sử dụng, sẽ thấy hiệu quả búi trĩ co lại và dần biến mất. Nếu trĩ nhẹ, bệnh có thể giảm sau 2 tháng áp dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Uống cốc nước này vào, gan nhiễm mỡ nặng cỡ nào cũng hết bay hết biến. Theo y học phương Đông, vỏ bưởi có vị đắng cay,
tính không độc, thông lợi và trừ đờn táo thất, hoạt huyết và giảm đau, trị trần phong và tiêu phù thủng. Nếu chúng ta chỉ lấy lớp vỏ xanh thì có tác dụng trừ phong, tiêu đờn, giảm đau dạ dày, đầy bụng, ăn uống không tiêu hoặc ho. Các hoạt chất có trong vỏ bưởi có tác dụng làm giảm mỡ trong máu, làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. Ngoài tác dụng làm đẹp tóc, nhiều người bị hói, tóc thưa, rụng nhiều tóc thì người ta khắc phục tình trạng này bằng cách dùng tinh dầu vỏ bưởi. Hạt nấu nước uống có tác dụng kích thích lỗ chân lông, phòng trị bệnh hói hay rụng tóc, khiến tóc dài và đẹp lên trông thấy. Cách làm này mang lại hiệu quả đặc biệt đối với hiện tượng rụng tóc ở các bà mẹ sau khi sinh. Theo y học Đông Phương, vỏ bưởi có vị đắng cay, tính không độc, thông lợi và trừ đờm táo thất, hoạt huyết và giảm đau, trị tràn phong và tiêu phù thủng. Trị gan nhiễm mỡ. Bỏ lớp cùi trắng, lấy lớp vỏ vàng, thái nhỏ, phơi khô hạt sao vàng. Mỗi lần dùng 50g, sắc kỹ lấy nước uống trong ngày. Trường hợp không có vỏ bưởi, có thể thay bằng vỏ cam, vỏ quýt và cách làm này cũng tương tự. Ngoài ra, có thể dùng lá sen, hà diệp, sơn tra, táo mèo. Sắc uống cũng có tác dụng tốt để chữa gan nhiễm mỡ,